Xin chào anh em, video này mình chia sẻ lại cho anh em về cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng mà khi hình ảnh chiếu lên này nó bị rất là nhiều những chấm đen chấm trắng ở trên màn hình, thậm chí là nó sẽ có những cái đường sọc ngang hoặc là sọc dọc từ trên xuống, thì nó sẽ đều liên quan đến cái lỗi chấm đen chấm trắng này. Thì cái lỗi này á, thì nó sẽ do cái con chip DMD này, chip DMD hay chúng ta còn gọi đó là chip gương á, chip gương. Thì mỗi cái máy chiếu có độ phân giải khác nhau thì nó sẽ sử dụng những cái chip DMD khác nhau. Hiện tại trên thị trường này chúng ta có 5 chip, 5 các loại chip DMD tương ứng với 5 độ phân giải, đó là độ phân giải SVGA 800x600, độ phân giải XGA 1024x768, độ phân giải HD 1280x800, độ phân giải Full HD 1920x1080 và độ phân giải 4K là 3840x2160. Đó là 5 cái loại chip DMD tương ứng với 5 độ phân giải khác nhau. Thì khi mà nó không may nó bị chấm như vậy rồi á, thì cái phương án tốt nhất là chúng ta sẽ liên hệ với cái địa điểm bán, địa điểm cung cấp máy để chúng ta được hỗ trợ về bảo hành. Vì cái lỗi này nó sẽ liên quan đến bảo hành thân máy nha anh em. Nếu mà bị lỗi này thì nó sẽ được bảo hành thân máy. Trong trường hợp chúng ta mua máy mới thì nó sẽ được bảo hành tối thiểu là 2 năm nha anh em. 2 năm là tương ứng với 24 tháng đó. Không may nó bị lỗi trong thời gian này thì chúng ta sẽ được bảo hành miễn phí. Còn trường hợp mà nó vừa hết 2 năm á, thì chúng ta phải liên hệ những cái đơn vị cung cấp và sửa chữa uy tín để chúng ta được thay thế cái chip nó tương ứng. Phải thay đúng loại chip thì nó mới chạy, chứ chúng ta thay lại cao hơn hoặc thấp hơn nó không chạy đâu nha. Đó là những cái chia sẻ của tôi. Và bên dưới bài viết này thì tôi để lại cụ thể chi tiết về hướng dẫn về cái lỗi này và cái cách xử lý chi tiết. Nếu anh em nghe không rõ thì có thể đọc bài viết này. Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.